thắng đậm U23 Việt Nam nhưng Iraq vẫn bị cổ động viên nhà chê tơi tả. Dù giành chiến thắng ấn tượng trước U23 Việt Nam ở trận ra quân giải U23 quốc tế 2023 nhưng U23 Iraq vẫn bị cổ động viên nhà chỉ trích. U23 Iraq đã có khởi đầu thuận lợi tại giải U23 quốc tế 2023 khi giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam vào rạng sáng ngày 23 tháng 3. Những người lập công cho đội bóng Tây Á trong trận này là An Basem, Ahmed Hassan và An Imari. Tuy có chiến thắng khá ấn tượng nhưng U23 Iraq vẫn phải nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ trong nước. Một màn trình diễn thiếu thuyết phục. Nguyên nhân chính là huấn luyện viên đã áp dụng sơ đồ 3-5-2. Họ chỉ thay đổi khi U23 Việt Nam bị một tấm thẻ đỏ từ sớm. Đội bạn bắt buộc phải lùi lại và mở ra cơ hội cho chúng ta. Đừng tự mãn vì điều đó, tài khoản có tên An Ahid bình luận trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Iraq. Một người dùng khác tỏ ra gay gắt hơn khi cho rằng dù có chiến thắng nhưng điều này là không đủ để che đậy những yếu điểm của thầy trò huấn luyện viên Senai. Chiến thắng cũng không che đậy tất cả những nhược điểm của U23 Iraq. Các bạn đã thấy sự ích kỷ và cố chấp của nhóm cầu thủ trong nước khiến họ lãng phí cơ hội thế nào chưa? Tại sao những cầu thủ như Mustafa Omran hay Ali Haider lại phải ngồi dự bị? Người này tỏ ra tức giận. Marco Fazi bị sốc trước cách chơi bóng của các cầu thủ trong nước. Họ không biết làm cách nào để nhận và chuyền bóng khi quay lưng lại với khung thành, cổ động viên tên Ahmed Al-Musi bình luận. Trong khi đó, một tài khoản khác lại cho rằng các cầu thủ U23 Iraq vẫn cần phải tận dụng tốt hơn các cơ hội. Quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Chúng ta cần chắc chiêu hơn. Hy vọng trận đấu tới các cầu thủ sẽ làm được tốt hơn thế này, người này viết. Theo lịch, ngày 26 tháng 3, U23 Iraq sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc tại vòng 2 U23 quốc tế 2023. Cùng ngày, U23 Việt Nam đụng độ U23 UAE.